Bàn Ốc. Thì lâu rồi cũng không gặp thì mình cũng dự định đi chơi một lát. Thì ngày hôm nay không phải là một cái video review hay là review đồ ăn hay là sao cả, chỉ là một cái vlog thường ngày của mình và một cái ngày ở nhà của mình như thế nào. Bây giờ mình sẽ đi qua chỗ bạn mình, hiện tại bạn mình đang đợi ở quán cà phê. Và sau đó mình tới thì hai tụi mình sẽ đi ăn ốc cùng nhau. Đây là khu chung cư mình ở. Đằng sau là khu chung cư, nhưng mà khu chung cư mình ở thì là cũ hơn một xí, còn khu chung cư kia thì nó mới hơn. Bây giờ đi thôi. Bây giờ mình đóng cửa. Khu này là ban công của mình, dùng để phơi đồ. Thì bây giờ mình sẽ đi lấy túi sách đã và sẽ bắt đầu đi. Đây là phòng của mình, hơi bừa bộn xịn. Lấy cái túi và đi thôi. Mình đeo kính nhưng mà mình thấy mình không xinh khi đeo kính nên mình sẽ tạm thời mình lên cho đầu. Và hồi sáng thì có được khách tiếp nên nên bạn mình có mua trà sữa, mình mua về nhưng mà mình chưa uống. Tắt điện này, giờ đi thôi. Chung ở đây thì trên hàng năm thì không có nhiều cây, nhưng mà ở tầng dưới thì rất là nhiều cây luôn nha. Ở đây thì mình có thể chọn rất là nhiều món luôn. Cái này là địa chỉ đây và số điện thoại, mở cửa từ 2 giờ chiều tới 12 giờ tối. Nói chung là mọi người muốn ship ăn khi nào thì cũng được hết. Đây là ốc chi lên nhỉ? Ốc đinh, ốc đinh. Con này là ốc chi đây nhỉ? Ốc đá. Còn cái này là ốc hút bình thường đó. Cho bạn nào muốn ăn, đây là quán ốc Quỳnh. Chào xí nha Linh, chào xí mà nha. Có rất là nhiều ốc thì mình có thể chọn nha. Cái này là ốc móng tay. Cái này là ốc móng tay. Ăn cái này cực kỳ ngon luôn này. Nói chung là hồi em dẫn chị đi là chị bị kiện cái này. Còn cái này là ốc piu bình thường. Còn cái này là càng nghệ. Càng nghệ. Cái này rất là chip chip. Cái này là chip chip. Cái này là ốc cà na. Ốc cà na. Cái này là bạn Linh là chuyên gia về ốc. Còn cái này là ốc hương. Ốc hương nè. Còn cái này là ốc mỡ. Đúng rồi, này ốc mỡ. À cái này là ở đây cũng cà na nè. À cái này là ốc gì? Cà na. Chờ xin mình qua đây. Thì ở đây có cả cơm chiên nè, có lẩu, cháo với lại gỏi tôm các thứ. My beautiful girl. Ok, giờ thì hiện tại mình đã có ốc bill và ốc mỡ. Ok, bây giờ mình bắt đầu ăn rồi. Ăn thôi, yeah. Chị quay cặn vô cho chị.
맛있어요. em vị tiếng Hàn. Thử món kia đi, thử món kia đi. Còn có món này á, là ống mỡ. Cái này là favorite của em luôn. À, đặc biệt ở đây có nước chấm rất là ngon. Nước chấm này. Ủa, cái này là cái chi nước? Cái này là nước chấm đó. Ý là nước chấm chứ? Ờ, nước chấm chắc là ớt xanh đồ á, nhưng mà ngon lắm. Chị lẻ không? Em nói chấm. Thôi thôi em lẻ với chị đi. À, thì tự nhiên chị cảm giác em nói có sức hút hơn chị đó. Bây giờ mình sẽ cho lố thử hai vị. Tự nhiên là vị không chấm nước chấm. How do you feel? Cũng ngon, delicious, mất chất sợi à? Thấy ngon thì sợ luôn hết trời ơi. Ngon sợ luôn á. Và cái ốc thứ hai á, là cái chấm nước sốt. Chấm nước sốt như này. Em thì em mê cái chấm nước sốt như này, ok lắm. Mặt hả? Chua lấy mà được. Ai mà thích ăn vị của Thái ví dụ như là chua có cay rồi đó, mình thích sốt này. Nhưng mà công nhận là hai món kiểu hai nước chấm đều ngon, hoặc là không cần chấm chứ hết mà ăn luôn cũng được, cũng ngon. Hoặc là chỉ có nên sợ gầy nên không ăn mì thôi. Linh ăn trước đi. Thôi không ăn mì mập lắm. Ok chị sẽ nuốt với chị. Sợ uống nước hoa đúng không? Trời ơi, em nhận năm ngon chị. Ngon. Tí không? Nói chung là đa số những cái môn mà em đi làm ca mua một triệu vẽ là đều ghé quá chị. Ok. À, chắc là ít xào sợ ớt. Ít xào sợ ớt à. Nói đi, chị nói đi. Em nói đi, chị nói đi. Đây là ít xào sợ ớt. Ít là frog. Xào là cái gì? Xào là xào. Xào lemongrass and chili. Chili. Cái món này là món nghệ nữa. Nghệ nữa hả? Turmeric. Turmeric hả? Khó quá, bỏ qua. Rồi bỏ bỏ đi. Linh ăn thử đi. This one siêu mấp luôn. Đùi đó nghe, đùi của Linh đó. Đùi của Linh. Đùi em không phải để ăn đâu, để thưởng thức, để enjoy. Ok, bây giờ Linh sẽ ăn một cái đùi đi. Kiểu như là speechless, kiểu như là bị cạn lời đúng không? Nhưng mà ngon lắm. Ngon lắm. Nếu ai mà tới... Anh cút chị thử miếng nè. À ok. Thôi cay. Hơi cay. Hơi cay cũng chợ như bình thường với em. Nhưng mà cái này là một dĩa là 60 ngàn đúng không? Một dĩa 60 ngàn thì mình thấy cũng nhiều, cũng không nên đồ ăn quá ít mà. Đây là toàn bộ mà đồ ăn mình đã order ngày hôm nay. Thì bây giờ tới giờ ăn thôi. Nè, nhưng mà ăn ốc á, ăn ốc uống trà sữa là bị đánh đó nha. Ủa đó hả? Không bị đánh là em đánh thôi. Vừa nãy là mua trà sữa kìa. Thôi bây giờ mình ăn thôi. Nay bệnh linh sinh thì sợ đấy cả. Thái. Sinh nhưng mà chưa có người yêu. Sinh nhưng mà chưa có người yêu sao?
Không phải là chú người yêu mà là vẫn đang chờ Mr. Right đến đó. Ok, ok, ok. Mong là không gặp Mr. Wrong nhé. Bọn mình vừa sửa xong hết cái đống này rồi. Nói chung giờ là sạch sẽ rồi. Cũng no bụng nữa. Bây giờ là it's time to go. Thì bây giờ bọn mình sẽ kết thúc video của ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã xem đến giây phút này. Bạn nào mà có đam mê về ốc như bạn Linh thì đừng bỏ qua quán này nha. Quán này có gì? Ốc Quỳnh, và địa chỉ cụ thể thì mình sẽ đem link bên dưới nha. Mọi người nhớ xem thử nha. Thì bây giờ mình sẽ đi chơi chỗ khác. Hẹn các bạn vào video tiếp theo. Bye bye.